nhớ rằng cho quý vị sẽ đào nói về lo say luôn luôn mẹ sư bò nè em muốn say rồi thì lúc chào nè sao rồi đi chào đây chào nè sai nè và thích chia sẻ thì anh ấy sẽ tan đi vào ba mùa thì tạm thời cũ cho youtube theo ba mùa sáng lạc của trong đó.